Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ review tựa game Survivor and Rainbow đầu tiên trong video này. Hãy cùng mình đi khám phá tựa game này trước tiên nha. Màn thứ hai. Bước đến màn thứ ba, chúng ta sẽ đi thu thập những cái cầu chì. Ôi là trời, còn một cái cầu chín ở đâu vậy? Hôm nay chân con bờ luôn. Oh my gosh. Tí thì bắt. Chiến thắng trong tích tắc luôn. Đồng đội thì bị bắt hết rồi. Mình phải cố gắng để giành chiến thắng thôi chứ biết làm sao bây giờ. Chúng ta sẽ đi thu thập những viên pin ở màn thứ tư. Ôi, chỉ còn một mình thôi thì nó đỡ làm sao được. Thời gian thì có hạn. Đồng đội không giúp ích được. Ôi, không còn thời gian nữa các bạn ơi. Wow. Đồng đội chơi hơi kém. Mình chơi lại nào. Thank you.
ơi. Mày mặc lẽ đấy con khủng long. Oh my god. Blue ạ. Sao mà đỡ. Ok, mình sẽ chuyển qua cái map tiếp theo này. Map này người chơi chơi kém quá. Thì mình không thể gánh nào được hết tất cả các bạn được. Các bạn cũng phải cố gắng cùng mình nhé. Người khổng lồ xanh của tôi này. Sẽ review tựa game tiếp theo trong video này. Stickwagon. Chơi giải đấu, giải đấu chế độ khó nhất. Tiến lên. Archeron fire. Chiến của những gã khổng lồ. Chiến rồi.
behind. For in a mortar. Gold is great. I'll take care of this. For in a mortar. I'll take care of this. Stay behind. For in a mortar. I'll take care of this. Gold is great. Gold is great. Stay behind me. Archidons, fire! Cân 5 à. Yeah!
sẽ review tựa game tiếp theo trong video này, Stickman. Bot luôn à. Mình cân cân một tí vào game nó mới mượt. Được không vậy? Ready? Fight!
Boom. Ready? B B B C A B C D E bổ sung thêm sức mạnh thôi. Đây mình sẽ review tựa game tiếp theo nào. Tẩn thôi. Ở kia có thanh kiếm cộng 18 sức mạnh. To lên rồi đấy. Mình sẽ review tựa game Sony Chica xoay bài kim. Thank you.
review tựa game tiếp theo trong video này. Unica Studio Craftsman. Đập sướng victory. Làm quả ultra nào. Mình sẽ review tựa game Monster Mash. Đi game. Ui. Tiếp tục phải giải cứu con tin này. Game này là game cộng số các bạn. Đơn giản để chiến thắng. Tiếp tục nào. Bản này thì rộng hơn ạ. Không đủ 40-39. Tí nữa thì mình bị lừa. Hư này. Đứng bẫy vẫy. À khiêu khích à. Ôi, sao mình lại vào cái hàng đấy? Vội quá, thành ra ẩu. Chưa đủ sức mạnh vào nó lại tẹt trò. Lúc nãy bạn bắt nạt mình à? Thì mình đến rồi đấy. Ý bạn sao? Đừng vô nhầm là được. Bắt 22k nữa. Chiến luôn. Các em sẽ review tựa game tiếp theo. Ba game cuối cùng trong video đấy. Ủa. Đỡ quả xe này cũng hơi nhỏ. Cứu được luôn. Nhột luôn. Bắn một cái. Ui, quả bóng sẽ lăn xuống dưới đây ạ. Ôi.
là sao? Rất đơn giản. Cân cốt chưa? Mình tạo cho cái búa một cái giá đỡ này. Ok, mình sẽ review tựa game tiếp theo. Trong video này, Super Sonic kịp ra chiêu luôn. Mà là canh à? Ủa một bó hoa.
Đừng đùa. Ôi, giải cứu công chúa. Xoáy. Phá lòng cứu công chúa luôn. Ok, và video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn hãy like và subscribe, comment để lại ý kiến của mình nhé. Thank you, goodbye, see you again. Hẹn gặp lại. Bye bye.